Với mức giá 13.990.000 thì Trường Thành Audio sẽ mang lại cho quý vị và các bạn mẫu loa nào đây? Thực ra thì Quang Triều để ý nha, để ý rất là nhiều quý vị và các bạn. Thì các bạn nghĩ rằng là chúng ta có một chiếc loa lớn, hầm hố, đi công kênh thì công suất cho ra rất là lớn để mà quý vị và các bạn có thể đánh ở ngoài không gian như thế này thoải mái. Nhưng điều đó là một cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Thì ngày hôm nay Quang Triều cùng với đội ngũ của Trường Thành Audio thì sẽ mang lại cho quý vị và các bạn một mẫu loa đang rất hot hiện nay. Đó chính là Mackie Thumgo 8. Rồi, Quang Triều tạm để chiếc Thumgo 8 này ở đây ha. Thì đầu tiên á, thì quý vị có thể cảm nhận được ngay khi mà chúng ta xách chiếc loa này lên, nó cũng khá là nặng chứ cũng không phải là nhẹ. Nói chung là đối với sức lực của thanh niên trai tráng như mình thì xách chiếc loa này nó khá là nhỏ gọn đúng không quý vị? Nhưng mà đối với những chị em phụ nữ nha, chúng ta xách chiếc loa này thì cũng hơi cầu kỳ một chút xíu. Thở cái. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ quay lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay thì sở dĩ ngày hôm nay mình test chiếc loa Thumgo 8 này ở ngoài trời thì thật ra nó có lý do đó quý vị. Chắc chắn là sẽ có lý do để mình test ngoài trời. Thật ra để mà mình test chiếc loa này ngoài trời thì phải nói đầu tiên đó chính là về công suất của nó. Về công suất thì chúng ta sẽ nói sau nha. Thật ra thì kiểm chứng thực tế nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Chút xíu đây thì Quang Triều sẽ quay cho quý vị thấy được là cái công suất của nó to, nó lớn cỡ nào nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với mẫu thiết kế của chiếc Thumgo 8 này của chúng ta. Các bạn có thể thấy được rằng là với cái cách thiết kế nó rất là châu Âu, nhìn vào rất là châu Âu luôn quý vị. Đó, với một cái lối thiết kế như thế này thì mẫu model này của chúng ta không đụng hàng với bất kỳ chiếc loa nào khác trên thị trường. Với một mức giá là 13.990.000. Thì quý vị suy nghĩ thử xem, với một cái mức giá như vậy quý vị có thể mua những chiếc loa di động, những cái thùng loa di động của những cái hãng khác. Nhưng mà một cái điều á, rằng là Quang Triều suy nghĩ rằng như thế này, khi mà chúng ta mua những chiếc loa đó, thứ nhất là nó rất là cồng kềnh, nó rất là bự, bự hơn chiếc loa này rất là nhiều. Quý vị thấy chiếc loa này rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Và cái công suất thì cũng tương đương với những cái dòng loa kia thôi. Nhưng mà nói về cái chất lượng âm nhạc thì và cái mẫu mã thương hiệu thì chiếc Thumgo này nó có thương hiệu. Nó có thương hiệu và đã được khẳng định rất là nhiều cái YouTuber hay những reviewer khác rồi. Và đánh giá chiếc loa này rất là cao. Vậy thì Trường Thành Audio ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một trải nghiệm thực tế về chiếc loa này Thumgo 8 để cho xem rằng là liệu cái chất lượng âm nhạc hoặc là cái chất lượng karaoke nó như thế nào. Thực ra thì mình ở đây thì mình không có đem mic để test về chất lượng karaoke cho mọi người có thể kiểm chứng được cái chất lượng karaoke nó. Thì để một clip sau thì mình sẽ kết nối vào chiếc micro để mà chúng ta có thể hát karaoke trên chiếc loa này. Nhưng đối với Quang Triều thì cảm nhận về chiếc loa này, chúng ta đi chơi dã ngoại ngoài trời rất là hợp lý, rất là đẹp. Với một cái lối thiết kế rất là hầm hố như thế này và những cái nút tinh chỉnh, những cái nút tinh chỉnh ở đây thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là nó cũng tương tự giống như chiếc Bose S1 Pro, thì những cái nút tinh chỉnh của nó cũng rất là dễ dàng đúng không ạ? Và nó có nhiều chế độ để mà chúng ta có thể tùy chỉnh về chiếc loa này. Như ở đây mình có thể thấy được rằng là chiếc loa này có một điểm đặc biệt mà mình thấy rằng là trên những cái dòng loa khác ít có dòng loa nào mà có thể có những cái chế độ này, đó chính là chế độ sub. Ở đây các bạn có thể thấy được rằng này, đây, khi mà các bạn bật chế độ sub lên nha thì nó sẽ cắt đi cái tầng sub, cái dải bass ở phía sau. Thì các bạn có thể chơi chiếc loa này kèm với một chiếc loa sub thì cái âm thanh cho ra phải gọi là cực kỳ đỉnh. Cực kỳ đỉnh nha quý vị. Đó, và tổng quan thì chiếc loa này khá là đẹp và làm bằng nhựa rất là cao cấp. Làm bằng nhựa rất là cao cấp nha. Và trọng lượng thì cũng không quá nặng đâu. Và về như Quang Triều hồi nãy nói với quý vị là tại sao Quang Triều để chiếc loa này ngoài trời và review cho quý vị và các bạn. Cái mà mình muốn nói đến đó chính là về công suất. Các bạn có thể tưởng tượng nổi không? Một chiếc loa nhỏ như thế này, đây, như đây thôi, mà công suất cho ra 200W. Wow, một công suất cực kỳ ấn tượng mà mình nghĩ rằng là với những cái model trong tầm phân khúc hoặc là với một cái kết cấu nhỏ gọn như thế này thì ít có một chiếc loa nào đạt được
một cái công suất nó như vậy. Thì sau đây thì mình Quang Triều sẽ test thử cái công suất, cái chất lượng âm thanh cho ra thực tế cho quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Dạ. A few minutes later. Thất bại quý vị. Hồi nãy mình quay ngoài kia tính test loa cho mọi người xem công suất nó như thế nào, mà ban quản lý tới nói là không được quay, quay phải xin phép. Thôi. Nope. Thì vấn đề này thì không có gì lớn lao cả. Thì thật ra là một clip sau thì mình sẽ test thực tế công suất ngoài trời của chiếc loa này cùng với một chiếc mic để mà chúng ta test về chất lượng karaoke của chiếc loa này luôn ha. Thì sẵn đây mình nói một chút xíu về chiếc Thum Go 8 này. Thì hồi nãy mình nói thiếu một điều rằng là còn một điều rất là quan trọng nữa mà Quang Triều muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn. Chiếc model nhỏ như thế này. Nhưng mà các bạn biết chơi tới mấy giờ không? Đây là một điều mình dám cá luôn, quý vị và các bạn rất là quan tâm. Khi mà sở hữu chiếc loa di động thì quý vị các bạn muốn có một cái thời gian nó lâu để đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc hay là karaoke của quý vị và các bạn, thì xin thưa là chiếc loa này Thum Go 8 thì có thể chơi lên đến 12 giờ. 12 giờ quý vị. 12 giờ để đủ để mà các bạn có thể trải nghiệm về chất lượng karaoke cũng như là âm thanh chơi nghe nhạc thoải mái vi vu luôn quý vị. Nhưng mà thật ra đó chính là một cái thông số của nhà sản xuất đưa ra mà thôi. Nhưng mà nếu như mà test theo cái thực tế thì mình nghĩ rằng nếu mà chơi max công suất của chiếc loa này nè, chúng ta vừa chơi vừa karaoke vừa nghe nhạc, thì mình nghĩ được tầm rằng là chiếc loa này có thể chơi đâu đó khoảng từ 7 đến 8 giờ. Rất là thoải mái, rất là ok luôn nha. Nhưng mà nếu như mà quý vị có thể bắt nhạc chill thôi, kiểu nhạc chill chill nghe giải trí thoải mái rất là thì chiếc loa này nó sẽ đáp ứng cho quý vị và các bạn có thể lên đến 12 giờ là có thể nha quý vị. Dạ. Vậy thì đối với chiếc loa như vậy, tổng quan chiếc loa như vậy, thì bây giờ chúng ta không thể nào mà chúng ta test về chất âm ở ngoài trời được nữa. Bây giờ chúng ta hãy vào studio để mà chúng ta nghe về cái chất lượng âm thanh ở trong studio như thế nào. Và một clip sau thì mình sẽ test thực tế về chất âm thanh ngoài trời như thế nào và chất lượng karaoke như thế nào nhá. Đi thôi. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta như thế nào ạ? Ok, yeah. Thì quý vị và các bạn đã nghe được đó. Chất âm của chiếc Thum Go 8 này nó phải nói rằng là ui cực kỳ là tuyệt vời quý vị. Thật ra thì đây chính là cái công suất mà khi mà mình đánh trong nhà, Quang Triều chỉ để một mức âm lượng vừa đủ thôi, nhỏ thôi, và cái công suất cho ra của chiếc Thum Go 8 này phải gọi là cực kỳ ấn tượng luôn quý vị. Dạ. Yeah. Và bỏ qua về cái công suất đi, chúng ta hãy nói về cái chất lượng music, chất lượng âm nhạc của chiếc Thum Go 8 này nó như thế nào ạ? Wow, không còn từ gì để diễn tả cái dãy sub, dãy bass nó rất là chắc. Tại vì sao mà cái âm thanh nó lại cho ra chắc như vậy? Thì quý vị có thể, phần nào quý vị có thể đoán được rằng là do cái vỏ thùng nè, do cái cách cấu tạo của cái vỏ thùng này nó chắc chắn, cho nên cái đường tiếng của chiếc loa Thum Go 8 này khi đi ra nó cũng cực kỳ chắc chắn rồi quý vị. Và một lần nữa thì mình muốn chia sẻ với lại quý vị và các bạn rằng là chiếc loa này của chúng ta nó rất là đáng đồng tiền khi mà chúng ta sở hữu chiếc em này với trị giá là 13.990.000 đồng. Thì quý vị có thể sở hữu được em này nguyên đa nguyên kiện và là hàng chính hãng.
Và Trường Thành Audio sẽ cam kết với quý vị và các bạn, chúng tôi luôn luôn bán hàng chính hãng để mà quý vị có thể hiểu biết thêm về thông tin sản phẩm nè, hoặc là giá bán, thì quý vị hãy truy cập vào website của Trường Thành Audio. Nếu như mà trong khoảng thời gian 30 ngày mà quý vị sử dụng quả may có lỗi do nhà sản xuất thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Trường Thành Audio, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đổi trả miễn phí hoàn toàn cho quý vị và các bạn nha. Và video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng test trực tiếp chất âm thanh ở ngoài trời cũng như là chất lượng karaoke như thế nào nhé. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.